Chào mừng anh em đến với kênh Đam mê Năng lượng. Thì tiếp tục video thì tôi cũng xin chia sẻ và góp ý cùng với anh em. Anh Ngọc Hải, anh có hỏi, anh cho em hỏi con inverter của anh có dùng điện pin và sạc ắc quy lúc xài dư không ạ? Có thể cho em xin mã inverter anh xài ổn với. Em xin chân thành cảm ơn. À, cảm ơn anh. Chắc anh hỏi con 3 trong 1 này đúng không anh? Thì đây, cái con này là cái con 3 trong 1 hệ 24 của tôi đang sử dụng nè, tích hợp sạc MUT. Thì đúng rồi anh ạ. Nó lấy từ cái điện pin á, đi vào thì nó xây lên cái điện 220 cho mình sử dụng luôn. Nếu mà mình sử dụng không hết á thì nó sẽ nạp vào ắc quy. Còn nếu mà mình sử dụng mà cái lượng điện á nó cao hơn cái lượng pin của mình thì nó lấy từ điện ắc quy lên nó bù vô ha. Còn nếu mà mình sử dụng cái số điện mà nó thấp hơn với cái lượng pin mình á thì còn cái số lượng còn dư ra thì nó sạc vào ắc quy, nó rất là hiện đại, không phải riêng những cái con này đó nè mà tất cả những cái con 3 trong 1 hiện bây giờ á đều con nào cũng như vậy hết chứ không riêng về cái con này ha. Thì đây, cái con này thì hệ 24 nhưng mà con này nó nhận pin tối đa khoảng 500W thôi nha. Đó, cái điện áp nó nhận cũng chỉ 120V trở lại thôi. Thì pin nó chỉ nhận là được 500W. Thì nó kích lên được 1000W điện sinh chuẩn đây. Con này tôi cũng mua hơn năm rồi, xài qua thấy ok lắm anh ạ. Thì không biết anh có thể tham khảo ha, tham khảo qua ngay cả những con 12V, 24V hay 48V, những con mà tích hợp 3 trong 1 đó. Thì nó có nhận sạc điện lưới nữa. Đó, nó có nhận sạc điện lưới thì kết nối ở mặt trước này, nó có một điện điện lưới đi vào nhưng mà nó ưu tiên về pin năng lượng mặt trời á. Khi nào mà về đêm mà mình sử dụng hết cái lượng pin ắc quy thì nó sẽ lấy cái điện lưới nó bù vào và cho mình sử dụng qua ngõ ra bên cái của cái con này luôn, mà nó vừa sạc luôn cái ắc quy. Lúc mà về đêm á, lúc mà không có điện mặt trời hoạt động nữa thì nó có thể lấy lưới bù vào. Rồi còn ban ngày thì nó ưu tiên về bên pin năng lượng mặt trời ha, thì anh sử dụng pin, còn dư nó sạc vào ắc quy. Còn nếu mà pin đáp ứng không đủ thì lấy từ ắc quy nó bù lên cho nó đủ cái mức cái điện anh tiêu thụ. Thì cái con này anh hỏi cái mã đây thì để tôi quay cho anh xem ha, để tôi quay nó cận chi tiết cho anh xem nè. Đây, con này nó tích hợp sạc MUT nha anh. Cái con này thì nó sử dụng với một tấm pin 450W á, thì phù hợp. Hay hoặc là hai tấm, mỗi một tấm 250W thì câu nối tiếp lên là cũng phù hợp. Nhưng mà với cái con này thì nó nhận pin không cao, thì không biết anh sử dụng nhiều hay ít thì anh có thể tham khảo thêm các cái dòng mà những cái con 3 trong 1 này nè. Lộ 12 có, thì 12 tôi cũng có tham khảo á. Cái hệ 12 thì hình như nó tích hợp sạc PVKM 50A, 50A thì nó nhận chắc được khoảng 600W pin thôi nè. Đó, thì cũng 1000W. Còn nếu mà hệ 2 lên 24V thì nó có đa sự lựa chọn hơn. 2000W, inverter nó kích lên 2000W hoặc là 3000W. Đó thì cái hệ càng lớn thì nó có đa dạng cái khung để cho mình lựa chọn hơn ha. Chẳng hạn như nó tích hợp hệ 24 thì tích hợp những cái sạc MUT từ 50A, 40A cũng có, 60A hoặc là 70A, 80A cũng có, hoặc là tích hợp sạc PWM. Đó thì cái đó thì cũng tùy theo anh lựa chọn, nhưng mà những con tích hợp vậy thì nó ưu tiên về cái nó lấy pin đi vào thì nó xây lên điện cho mình sử dụng trước ha, chứ nó không có lấy bình lên đâu. Chừng nào mà cái lượng nắng không còn nữa nó mới lấy bình lên. Còn nếu mình sử dụng pin nó xây trực tiếp vậy nó không hết thì nó sạc vào cái bình ắc quy nó nằm đó cho mình, khi mà đêm về hoặc là không có nắng thì lấy bình lên để nó phục vụ cho mình sử dụng. Nó rất là hay cái chỗ này ha. Không riêng những con này anh, mà tất cả đều những cái con mà tích hợp những 3 trong 1 là đều như vậy hết. Đó, thì tôi cũng xin chia sẻ qua cho anh tham khảo ha. Thì con này của tôi là hệ 24, kích được 1000W nè, nhận được có 500W pin thôi. Còn cái app nó nhận tối đa chỉ 120V trở lại thôi. Câu nối tiếp những cái tấm nhỏ thì mình tính là làm sao mà nếu mà những cái tấm mà 100
120 150 W thì 4 tấm 600 W, 3 tấm tầm tầm 3 tấm mình câu nối tiếp vẫn được, hoặc là 1 tấm 450 W cũng được, hoặc là 2 tấm mỗi 1 tấm 250 W cũng được, câu nối tiếp ha. Rồi thì cũng qua vài thông tin chia sẻ và góp ý cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh Nguyễn Hoàng Hải Hưng thì anh có viết comment: chào anh, em có tấm pin 60W có dòng nhưng không có áp là sao ạ? Mong anh chỉ giúp ạ. Dạ cái trường hợp này tôi chưa nghe bao giờ anh ạ. Thì theo tôi biết thì cái điện lúc nào thì cái áp nó phải có chứ, cái áp nó phải có trước cái dòng chứ. Tôi ví dụ như cái tấm pin nó bị tụt cái công suất đi chẳng hạn, nhưng mà cái áp nó vẫn có nhưng mà cái dòng nó không có, thì cái đó tôi có nghe. Chẳng hạn như tôi ví dụ như bên cái bình này cũng vậy, nếu mà cái bình nó bị hư rồi á, nó không còn cầm điện nữa, thì lúc nào cái áp nó cũng có 12V nhưng mà cái dòng nó không có thì mình sử dụng không được. Khi mình sử dụng thì cái áp nó tụt tại vì cái dòng nó đâu có đâu đó, thì cái trường hợp đó thì có. Còn cái trường hợp mà có dòng mà không có áp này thì tôi cũng lần đầu tôi mới nghe, thì anh nên xem lại. Không biết thì anh xem ở đâu, anh xem trên cái bộ nạp thì tôi ví dụ như nó sạc nó báo cái dòng hay là không báo cái áp, thì nhầm khi trên cái bộ nạp cái nó bị loạn, nó loạn bên cái chỉ số báo áp á, thì anh xem lại ha. Chứ cái trường hợp này tôi cũng chưa nghe bao giờ ha. Hoặc là nếu mà có anh em nào xem video này mà gặp cái tình trạng này thì anh em nào có gặp cái tình trạng này chưa, thể cho tôi và anh cùng biết bằng cái cách comment với video này ha. Chứ còn cái tình trạng này tôi chưa chưa gặp bao giờ nên tôi cũng chưa có rõ lắm anh ạ. Thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều ha. Anh Minh Trần thì anh có viết comment: vậy anh cho em hỏi, ắc quy vi sinh 100% gieo, điện áp đây là 13V 8 hay 12V 6 anh? Vì khi nạp 13V 8 là nó giảm dòng không sạc nữa, nhưng ngắt sạc một lúc thì nó giảm xuống còn 12V 6, 12V 7. Với 400 Ah bình 12V thì cần bao nhiêu watt pin để nạp đầy nó trong một ngày nắng đẹp từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều anh? Dạ đúng rồi anh, tại vì nguyên tắc là áp cao thì dòng phải hạ. Khi mà cái bình 100 Ah anh sạc cái ngưỡng áp nó đạt trên 13.5V trở đi thì lúc đó cái dòng sạc nó phải hạ xuống ha. Nó hạ xuống để nó sạc với cái dòng nhỏ, nó sạc duy trì đến khi mà nó sạc no cái bình thôi. Thì anh đừng có ngắt cái cầu dao lúc đó nha. Tại vì cái bình nói chung á, cái bình mình sử dụng bên lưu trữ và điện năng này, mình dùng pin năng lượng mặt trời mình sạc á, nói chung sạc á, không biết khi nào mà nó no hết trơn anh. Muốn sạc một cái bình no phải sạc với cái dòng dòng nhỏ mà sạc, đòi hỏi phải sạc cái thời gian nó lâu dài ha, nó mới no được. Còn mà mình dùng pin năng lượng mặt trời mình sạc trong ngày á, tại vì sáng sớm mà chiều mát nắng đâu có bao nhiêu pin, nó thu đâu có bao nhiêu pin, nó chỉ có đạt đỉnh tầm 1 đến 2 tiếng đồng hồ mà lúc mà nắng to thôi, thì lúc đó pin nó mới ào ạt, nó đi vào thì nó đi vào chưa có bao nhiêu hết á, thì trời bóng nghiêng thì nắng yếu rồi, pin nó tiếp thu không còn bao nhiêu nữa trơn á, nên nạp cái bình á nó không có khi nào mà nó no hết anh ạ. Nó chỉ tương đối khoảng chừng 7 đến 80% bình thôi anh ạ. Đây như anh thấy cái điện áp của cái bình tôi đây bây giờ 12.4V ha, thì nó chỉ đạt là chỉ mới 60% thôi ha, nó chưa được mà nếu mà nói 100% bình nó no thì nó nằm phải cái điện áp nó trên trên 13.5V ha. Nhưng mà ở đây thì dựa trên một cái thông tin chi tiết của cái đồng hồ mình chỉ là tương đối thôi nha, chứ không phải tuyệt đối, nó chỉ còn sai số nữa, không có cái gì là tuyệt đối cả ha. Thì mình cũng dựa trên một cái chi tiết thông tin chi tiết nào đó để chia sẻ và góp ý cùng anh. Thì cái cầu dao từ đường pin xíu bộ nạp á, anh cứ để y nguyên á, anh đừng có ngắt, anh đừng có can thiệp vào. Mình lắp cái cầu dao ngắt từ đường pin xuống cái bộ nạp á, thì khi lúc nào mình cần thiết mình thao tác đến cái bộ nạp ha, hoặc là cái bình ắc quy á, dạng người mình muốn sửa chữa thay đổi gì đó mình mới ngắt từ cái đường pin đi xuống thôi. Còn bình thường anh cứ để 24 trên 24, năm này qua năm kia, tại vì nó có con sạc nó bảo vệ rồi, nó chỉ là một cái chiều là pin đi xuống thôi, chứ không bao giờ nào mà có cái điện mà từ dưới ắc quy mà khi mà nó trào ngược trở lên bên trên đâu. Anh yên tâm về vấn đề đó ha, anh đừng có ngắt cầu dao, anh cứ để nó sạc, nó duy trì nó sạc nhỏ giọt ha.
khi mà cái dòng nó hạ rồi, cái áp cao dòng hạ rồi thì nó chỉ sạc, nó duy trì, nó sạc nhỏ giọt, nó sạc đến khi nào mà nó hẳn no cái bình, mà khi cái áp bình nó đạt á, tôi ví dụ như cái áp bình tôi chọn ở đây là 14.7V ha. Đây, cái áp sạc nè, cái áp tôi chọn này trên bộ nạp 14.7 nè, còn bây giờ cái áp bình nó chỉ có 12.5 mà ha. Đó, khi nào mà cái áp này á nó trùng với cái áp mình chọn á, nó nằm duy trì đó lâu dữ lắm anh, nó sạc nhỏ giọt rồi cứ nó nhảy nó đi vào hoài, mà nó đi vào với cái dòng cực nhỏ luôn ha. Thì mình cứ để nó đi vào, mình đừng có can thiệp, mình tưởng là nó cái áp nó đã cao, bình nó ra đầy thì mình ngắt cầu giao, không không nên nha anh, cứ để đó sạc cho nó no hẳn ha. Chứ cái áp bình á, khi mà nếu mà nó no thì nó nằm khoảng 10 13V 2 á anh, khi mà không còn nắng nó, nếu mà sạc từ sáng đến chiều, khi chiều về á pin nó không còn đi vào nữa thì cái bình nó, cái nằm điện áp phải trên 13V nó mới đầy ha. Tại vì khi mà anh nói là cái áp 13V 8 rồi, khi mà anh ngắt cái ngắt sạc á, một lúc thì nó giảm xuống còn 12V 6 12V 7 thì đúng rồi anh ạ. À, cái áp mà nó báo là cái áp pin nó đang đi xuống thì cái áp lúc nào nó cũng nằm, nó cao hơn cái áp bình khoảng 1V hết. Khi mà anh ngắt cái, anh không cho pin đi vào nữa thì cái áp bình nó mới ổn định trở lại, nó nằm cái áp thật của cái bình là ví dụ như là 12V 6 12V 7 gì đó, còn cái áp pin đi vào lúc nào cái áp bình nó cũng trồi lên, nó nằm cao hết, khi mà không còn thì nó ổn định cái bình trở lại đó. Thì cũng qua vài thông tin chia sẻ cùng anh. 400 mAh AQ thì theo tôi thấy càng 8 đến 900 W pin sạc trong một ngày nắng tốt thì nó no cái hệ bình của anh ạ. Thì đối với 8 đến 900 W pin thì đòi hỏi thì cái hệ bình của anh phải xài hết nha, hết thì nó nạp lại, chứ nhầm khi anh xài không hết 8 900 W pin thì nó lại dư ha. Tại vì 8 đến 900 W pin thì nó nói một ngày nắng tốt nó sản sinh từ 4 đến 5 kWh điện ha. Còn cái hệ lưu trữ mình là lưu 400 mAh thì lưu khoảng cũng tầm tầm đó khoảng 4,8 ký ha. Nếu mình xài hết thì nó nạp vô nó vừa tròn. Còn nếu mà mình xài không hết á, mình xài ví dụ như mình xài chỉ 400 mAh mà nếu mình chỉ xài có phân nửa 200 mAh á thì nó phải 2 ký mấy á, thì cái lượng pin nó dư ha, thì mình vừa sạc vừa xả vào ban ngày thì nó phù hợp ha. Còn nếu mà gặp mà những ngày mà nắng yếu yếu thì 8-9 W thì nó cũng phù hợp để sạc vào cái hệ bình của mình khi mình sử dụng ban đêm, phân nửa 200 A đó. Tuy mình lắp 400 A nhưng mà mình sử dụng chỉ có 200 A, 200 A mình không không sử dụng hết, nó mà sử dụng điện bình hết, ít ít có khi nào sử dụng hết cái lượng điện trong cái bình ha. Thì với cái tầm tầm đó là nó dựa anh từ 8 đến 900 W ha, cũng tùy theo anh sử dụng nữa. Không biết ban ngày anh có sử dụng điện nhiều hay không, nếu mà anh có sử dụng điện nhiều nữa thì anh cần phải lắp thêm pin ha, để nó vừa phục vụ cả hai, vừa phục vụ anh cho ban ngày một số và vừa một số nó phục vụ cái bình cho nó no nê, khi ban đêm anh phục vụ nó, anh lấy điện trong đó ra nữa nó phục vụ, rồi ngày lại ngày qua cứ nó vừa để pin, nó vừa phục vụ cả hai, phục vụ vừa pin mà phục vụ anh sử dụng ban ngày mà vừa phục vụ bình, thì đó tùy theo anh ha. 8-900 W thì nó phù hợp để sạc cho một ngày nắng tốt ha. Còn nếu mà anh có sử dụng thì anh phải cân nhắc lắp thêm nha anh. Rồi thì cũng qua vài thông tin xin chia sẻ và góp ý cùng anh. Xin chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Rồi video chia sẻ và góp ý của tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Xin cảm ơn anh em rất nhiều ha. Thì nếu mà trong video tôi chia sẻ có sơ suất gì thì mong anh em thông cảm bỏ qua ha. Nếu anh em thấy hữu ích thì hãy đăng ký kênh nha, để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của tôi nha. Còn bây giờ tôi xin bye bye anh em.